Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đại Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y dựng túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai tán thầy. Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Suy niệm: chúng ta bước vào cao điểm của mùa chay, tuần thánh với cuộc khải hoàn Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem. Phụng vụ lời Chúa trong những ngày này gợi lên cho chúng ta hình ảnh Chúa Giêsu, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại lộ trình làm Kitô hữu của mình để chọn lựa lại và tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa. Bài Tin mừng nêu lên hai thái độ sống đáng để chúng ta suy nghĩ. Hành động của cô Maria, yêu mến và sống gắn bó với Chúa Giêsu trong kinh nghiệm làm người và làm con Chúa. Thánh Âu-tinh nối tiếp vì đã yêu Chúa quá muộn. Ngài nhắn nhủ chúng ta: hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Tất cả những công việc chúng ta làm đều có một động lực duy nhất là lòng mến đối với Chúa Giêsu. Không có động lực này, những việc chúng ta làm dễ đưa đến vụ lợi và bất công. Mùa chay là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại mối tương quan với Chúa. Đó là đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là giữ mối liên lạc thường xuyên với Chúa, là trao đổi với Chúa như với một người bạn những vui buồn sướng khổ trong đời sống chứng nhân. Cầu nguyện cũng là động lực thúc đẩy bước chân các nhà truyền giáo đi đúng hướng và hành động đúng mục đích. Muốn là nhà truyền giáo đích thực, điều phải làm trước tiên là cầu nguyện. Thái độ của Giuđa, tự nhiên khi đọc đến đây, tôi giật mình tự hỏi: tôi có làm cho Chúa lớn lên trong tâm hồn mình, nơi môi trường tôi phục vụ? Hình như càng ngày Chúa càng trở nên bé nhỏ hơn trong tôi, bởi vì số lượng lớn những công việc tôi đang làm lấn át hết chỗ đứng của Chúa trong mỗi anh chị em mà tôi phục vụ. Qua những công việc bác ái tôi làm, dường như người ta chỉ thấy bóng dáng quá vĩ đại của tôi, còn Chúa thì lại chẳng thấy đâu. Cũng như Giuđa, tôi nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh hội dòng để chăm lo cho người nghèo, những người đau khổ bất hạnh trong xã hội. Tôi đang làm vì lợi ích chung hay vì lo cho bản thân mình? Lạy Chúa,
tất cả những công việc con làm đều mất hết ý nghĩa và trở nên phô trương phù phiếm nếu không có động lực của lòng mến Chúa yêu người. Chúa đã bước đi trên con đường thánh giá đầy tủi nhục và đắng cay cũng chỉ vì yêu thương chúng con và mang lại cho chúng con sức sống mới. Trong tuần thánh này, xin Chúa gợi lên trong chúng con tâm tình sốt sắng khi cùng nhau cử hành mầu nhiệm thương khó của Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm dấn thân theo Chúa trong cuộc lữ hành trần thế đầy những cám dỗ và thử thách. Xin cho chúng con biết nhiệt thành chu toàn sứ vụ như một người tôi tớ trung thành, khiêm tốn và nhân hậu để mai sau được cùng Chúa sống lại vinh quang. Amen.